Thank you.
đâu mà bán. Cùng nhân dân dự và lễ tham gia buổi lễ hoàn tất, chúng tôi xin gửi tới các vị lời chào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc cán bộ và nhân dân thôn Bùng tổ chức lễ khánh thành trùng tu đình làng được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức lễ hội khánh thành trùng tu đình làng thôn Ngọc Trục, xin gửi lời cảm ơn tới ban chấp hành hội người cao tuổi thôn Nhân Trai, đội tế lâm thôn Nhân Trai đã đem đến cho thôn chúng tôi được chiêm ngưỡng buổi tế thật là hoàn toàn hết sức là trang trọng kinh tế, giúp cho chúng tôi tổ chức thành công khánh thành đình. Sau buổi tế, kính mời các cụ, các ông, các bà trong đội tế ở lại để thụ lộc cùng với nhân dân thôn chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà trong đội tế.
xe cắt. Đi ra ngoài kia cháu. Thank you.